Vâng, Phạm Thức Oro kính chào quý vị và bạn. Và hôm nay em tiếp tục tập kết đến anh em vài quả súp vừa về bên em và vừa lau chùi xong tinh tươm. Thì ở đây có phiên bản từ phiên bản thấp nhất đến phiên bản cao nhất của Yamaha luôn. Quả súp Yamaha SVK 1500, bát 30, neo, úp đất. Và bên cạnh đây là quả súp Yamaha SVK 315. Đây bên em về được thêm hai con nữa. Hai con này rất đẹp luôn. Góc cạnh vuông thành cực kỳ đẹp luôn và sạch sẽ, bao zin cho anh em tuyệt đối. Và ở đây thì em cũng đã sẵn sàng mở hẳn ra một cái loa để cho anh em xem cái phân tần của nó. Đấy, nó có một cái bảng nhựa đằng sau như này để nó luồn dây vào, và chúng ta sẽ cắm cái dây loa các cái đường tín hiệu vào cái vỉ phân tần của nó đây, vỉ công suất nó đây. Dòng Yamaha nó đang sử dụng đây này, hai cái nguồn luôn. Một cái nguồn này là nguồn chính dùng để cấp điện cho cái bộ bo công suất, và một cái nguồn này là nguồn phụ dùng để điều chỉnh và tắt mở cái nguồn này. Đây này, nó có một cái led, đây là led điện và đây là led tín hiệu này. Nó đang sử dụng với con 315 thì nó đang sử dụng 4 công suất 1492 đấy và C3856. Đấy, 4 con luôn nhá. Và vỉ mạch của nó đây, hai cái tụ nguồn đấy, anh em nhìn cái vỉ mạch của nó là biết là nó gấu đến mức nào rồi đấy. Còn khi chúng ta muốn xem cái loa bát của nó thì bát của nó là bát úp đất này. Đấy, chúng ta có thể kéo cái này ra cũng có thể xem được loa bát của nó nhé. Hơi chặt đây, và đây là cái nội thất bên trong của cái thùng loa này. Đây là lỗ thông hơi này. Còn đây là củ bát 500 kép này. Bát úp đất này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, và với quả súp Yamaha mã 315 bát 25 úp đất này thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh những ngôi nhà với diện tích là 30 đến 40 mét vuông là ok. Đây, với cái quả súp này thì số seri của nó là đây này. 293U. Đấy, công suất 100W, sử dụng dòng điện 100V. Thì có giá là 8 triệu 3 một quả, không bao gồm tiền cước phí. Quả này thì có số seri đã như này. Rất đẹp luôn, hai quả này đẹp như nhau luôn. Đây, và được sản xuất tại Indonesia. Quả này có số seri là 4563XZ đuôi cuối. Đấy, dùng jack AV để cắm hoặc là chúng ta dùng những chiếc âm ly bình thường thì chúng ta sẽ cắm tín hiệu nhạc vào là nó vào đây luôn, thì nó sẽ chuyển đổi tín hiệu từ loa qua tín hiệu AV rồi tự bản thân nó nuôi cấp cho nó, nên anh em yên tâm vào một điều là không sẽ không tốn công suất. Lỗ thông hơi của nó sẽ đặt ở bên sườn này. Đấy, bát úp đất nên tiếng rất tròn và trịa luôn. Quay sang đây thì chúng ta đang có một quả súp Yamaha SVK 150 với phiên bản là 2 bát 20. Cái súp SVK 50 này thì rất nhiều anh em mưa chuộng này, bởi vì cái giá thành của nó rất hợp lý, nhưng tiếng nó cũng ổn luôn. Như quả súp này thì bên em đang bán là 4,5 triệu một quả này. Quả này rất đẹp luôn, 4,5 triệu nhá, không bao gồm tiền cước phí. Quả này rất nặng, nặng 22 kg. Đây, nó cũng có rắc của pha cốt bình thường, được sản xuất tại Malaysia, công suất là 75W, sử dụng dòng điện 100V. Số dây của nó là 707 SPT. Cái nguồn nó đây cực kỳ mới luôn nhá. Và quả súp này thì em xin phép được công bố thôi anh em là giá là 4,5 triệu, không bao gồm tiền cước phí, căng cực nét luôn này. Đấy, và cuối cùng ở đây thì có quả súp Yamaha SVK, mã này là mã 301 nếu nhớ không nhầm. Đây, Yamaha 301 hay 100 nhỉ, SVK 100 chứ, quên. 301 với SVK 100 thì nó giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái là cái phần này này, cái phần này nó nằm ở dưới, con 100 thì nó nằm ở dưới, còn con 301 nó nằm ở bên trên đỉnh, mỗi thế thôi, nó không khác nhau cái gì cả. Và cái dòng SVK 100 và 301 này thì nó được sản xuất tại Nhật nên nó có chữ GIA này. Đấy, củ bát của nó là 500 từ kép như này. Đấy, màng là màng bắt giấy.
Những anh em nghe nhạc rất thích cái dòng súp này bởi vì tiếng trầm của nó rất êm. Hai cái tụ nguồn này và sử dụng hai con suất SK. Nguồn đây. Máy bao zin toàn tập cho anh em nhé, thùng quách đẹp. Củ bát tiếp theo bọc từ Anico đây. Bông tiêu âm, dây giặc. Đấy, tháo tung ra cho anh em xem, cho anh em hợp lý cái mắt. Kết quả súp FK100 này hàng bên em về nó không được nhiều đâu, thi thoảng mới về được bởi vì cái đây nó theo công Nhật về. Công công thị trường nội địa Nhật. Số seri của con này là 96910. Đấy. Và giá của quả súp này thì cho em xin phép được công bố tới anh em là giá là 3 triệu 2. 3 triệu 2 quả súp này. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0972192087. Cảm ơn anh em quý vị các bạn rất nhiều đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa đã xem ủng hộ kênh.